Xin chào tất cả các em đến với chương trình hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh lớp 8 sách lưu hành trí. Cảm ơn tất cả các em đã xem video của thầy. Các em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và bấm chuông để cập nhật những video mới nhất của thầy và cũng để ủng hộ thầy nhé. Bây giờ chúng ta vào unit 14 tiếp theo. Ở phần 7 là mã trang 135. Câu 2. The French civil engineer Alexander Gustave Eiffel designed the Eiffel Tower for Paris World's Fair of the 1889. Kỹ sư mà công dân Pháp Alexander Gustave Eiffel đã thiết kế tháp Eiffel cho cái hội chợ của thế giới tổ chức tại Paris vào năm 1889. Chúng ta chuyển sang bị động như thế này. The Eiffel Tower for the Paris World Fair of the 1889 was designed by the French civil engineer Alexander Gustave Eiffel. Tháp Eiffel cho cái hội chợ thế giới tổ chức tại Paris vào năm 1889 đã được thiết kế bởi cái người kỹ sư Alexander Gustave công dân Pháp. Chúng ta thấy câu này thì là ở thì quá khứ đơn đối với thì thể bị chủ động này thì quá khứ đơn. Thì chúng ta chuyển sang câu bị động cũng thì quá khứ đơn. Thì lấy tân ngữ là đứng sau động từ thường là làm chủ ngữ của câu thể bị động. Là cái tháp Eiffel này và cho cái gì đó thì giới từ nó đi theo mình ghi luôn theo vào quá khứ đơn, chủ ngữ ha cộng với was hoặc were đối đồng rồi cộng động từ ed 3 nếu bắt có tác ra cục 3 ở bảng động từ bắt có tác, sau đó là by bởi cái chủ ngữ của câu chủ động này tới chỗ này. Chúng ta sang câu 3. Millions of people visit the Eiffel Tower every year. Hàng triệu người thăm tháp Eiffel mỗi năm hay hàng năm. Thì chúng ta thấy này là hiện tại đơn, động từ thường này. Thì chúng ta chuyển sang thể bị động. Thì chủ ngữ này, tân ngữ này sẽ làm chủ ngữ của câu thể bị động. Và đối với thể bị động hiện tại đơn đó là chủ ngữ cộng với am a hoặc y cộng với động từ ed 3 rồi tới by gì đó. Tăng ngữ là chủ ngữ làm tăng ngữ. Chúng ta chuyển sang thế này. The Eiffel Tower is visited by millions of people every year. Tháp Eiffel được tham quan hay được thăm bởi hàng triệu người mỗi năm. Câu 4. They painted the walls with different colors. Họ đã sơn các cái tường với những màu sắc khác nhau. Này chúng ta thấy này quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn thì chuyển sang thể bị động cũng hiểu quá khứ đơn, chủ ngữ cộng were was cộng ed 3 nếu bắt quy tắc thì tre cột 3 đó. Thì cái này tân ngữ này sẽ làm chủ ngữ là thể bị động, các cái ngôi tường, các cái bức tường thì số nhiều đi were này rồi ed 3 là động từ trùng hợp như thế này, rồi nó sẽ đi theo những cái gì theo và by them bởi họ thì chúng ta sẽ bỏ nha. The walls were painted with different colors. Các cái bức tường đã được sơn với những màu sắc khác nhau. Chúng ta sang câu 5. He took the used tea leaves from the teapot and scattered them on a tray. Cậu ấy đã cầm lấy những cái lá trà đã qua sử dụng từ cái bình trà và để rải chúng trên một cái khay. Này là thì quá khứ đơn. Này thì quá khứ đơn. Hai động từ này. Chúng ta chuyển sang thể bị động. Và những lá trà the used tea leaves này là và nó đi theo là from the teapot đó là đây là tân ngữ này sẽ làm chủ ngữ ở câu thể bị động.
used leaves from the tea box were taken. Quá khứ đơn. Và chữ take từ gốc thì phân từ quá khứ nó là taken, and scatter là được rải này, được rải. Và được rải là thể bị động. On a tray by him. Những cái lá trà đã qua sử dụng từ cái bình trà đã được cầm lấy và được rải trên một cái khay bởi cậu ấy. Chúng ta sang câu 6. Students collected old clothes and empty bottles for their mini project. Các học sinh thu gom những quần áo cũ và những cái chai không cho cái kế hoạch nhỏ của họ hay của chúng. Chúng ta xét thấy cái này là quá khứ đơn này, xét này trước khi mình làm chuyển sang câu thể bị động thì chúng ta phải xét nó là thì gì để mình sẽ biết để chuyển sang thì đó, quá khứ đơn, và phải nhận diện chủ ngữ là đâu và tân ngữ là đâu. Thì chủ ngữ này thì sẽ thành tân ngữ câu bị động, và tân ngữ này sẽ làm chủ ngữ câu bị động. Này chủ ngữ này nó có hai cái thì chúng ta nhớ chia ở số nhiều, rồi giới từ này đi theo, rồi by thì by tân ngữ của câu bị động thành là lấy từ chủ ngữ câu chủ động đó. Old clothes and empty bottles were collected by students for their mini project. Các quần áo cũ và những chai không đã được thu gom bởi các học sinh cho kế hoạch nhỏ của chúng. Câu 7. They built Mission Holy Land over 700 years ago. Họ đã xây dựng thánh địa Mỹ Sơn trên 700 năm trước đây. Này thì quá khứ đơn. Tân ngữ là Mỹ Sơn Holiday, Holy Land. Chúng ta chuyển sang thể bị động là Mỹ Sơn Holy Land were built. Đây là một thánh địa là số ít thôi. Thì đi were rồi đây. Built over 700 years ago. Đó. By them thì by them mình sẽ bỏ. Thánh địa Mỹ Sơn đã được xây dựng trên 700 năm trước đây. Câu 8. They often call Chicago the Windy City. Họ thường gọi Chicago là thành phố gió. Thành phố có gió đó. Chúng ta thấy này là động từ thường và thì hiện tại đơn. Chúng ta sẽ chia thì hiện tại đơn thể bị động nha. Và Chicago này là tân ngữ thì thành chủ ngữ câu chủ động. Còn cái này by them thì chúng ta sẽ bỏ. Và nhớ trạng từ này sẽ nằm giữa cái thì thể bị động nha. Chicago is often called the windy city. Chicago thường được gọi là thành phố gió. Câu 9. People developed Huế Citadel in the Nguyễn Dynasty. Người ta đã phát triển thành Huế, thành nội Huế, thành Huế, kinh thành Huế ở triều đại Nguyễn, đã phát triển nha, quá khứ đơn này. Thì kinh thành Huế này là sẽ tăng ngữ, sẽ làm chủ ngữ câu bị động, và by people sẽ bỏ nha, ở câu bị động nha. Huế Citadel were developed in the Nguyễn Dynasty. Kinh thành Huế đã được phát triển ở triều đại Nguyễn. Chúng ta sang câu 10 ở trang 136. They can see the Great Wall of China from the moon. Họ có thể thấy vạn lý trường thành của Trung Quốc từ mặt trăng. Chúng ta thấy cái này là thì hiện tại đơn đi với can này, động từ khuyết này. Và cái vạn lý trường thành Trung Quốc này là tân ngữ sẽ làm chủ ngữ câu bị động. The Great Wall of China can be thể bị động của đối động từ khuyết thì chúng ta sẽ dùng be nằm ở giữa ha, và cái này sau be là động từ ở thể bị động ở phân từ quá khứ cột ba nha, nếu bắt quy tắc thì trang cột ba mà theo quy tắc phim ED đó.
The Great Wall of China can be seen from the moon. Vạn lý tường thành của Trung Quốc có thể được thấy từ mặt trăng. Chúng ta sang tái mẹ ở trang 136. Put the question into indirect speech. Hãy đặt những cái câu hỏi này sang câu nói gián tiếp. Câu 1. Have you ever been to Hà Nội? Ba, Nam ask. Bạn đã từng tới Hà Nội phải không ba? Nam đã hỏi vậy. Chúng ta chuyển sang thể câu gián tiếp là Nam ask ba if he has ever been to Hà Nội. Nam đã hỏi ba là vào trường hợp là cậu ấy đã từng tới Hà Nội phải không? If chúng ta làm thời dịch là vào trường hợp ha. Chúng ta nhớ là ở cái này là thời hiện tại âm thanh này, mình phải xét chuyển sang câu gián tiếp thì chúng ta xét cái thì nó gì. Trực tiếp thì hiện tại đơn thành quá khứ đơn của gián tiếp. Hiện tại tiếp diễn thành là quá khứ chuyển. Hiện tại hoàn thành thành quá khứ hoàn thành. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn thành là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Tương lai đơn thành tương lai trong quá khứ. Tương lai hoàn thành thành tương lai hoàn thành trong quá khứ. Tương lai tiếp diễn thành tương lai tiếp diễn trong quá khứ. Ví dụ vậy. Đó, sẽ chuyển như thế trường cặp thì đây hiện tại thành là quá khứ thành đó. Thì như thế này và Nam là người con trai thì thành he. Nam asked if he had even ever been to Hà Nội. Nam đã hỏi ba và trường hợp cậu ấy đã từng tới Hà Nội hay không. Chứ ít để chúng ta dịch là phải không đó. Khi câu hỏi yes no thì chúng ta dùng if hoặc là whether để trước cái này. Câu từ trực tiếp sang gián tiếp đó. Chúng ta sang câu 2. Are you from Australia? Bạn thì từ nước Úc tới phải không? I said to the foreign tourist. Tôi đã nói tới một khách du lịch nước ngoài. Chúng ta chuyển sang gián tiếp là I said to the foreign tourist if he were from Australia. Tôi đã nói tới một vị khách nước ngoài và trường hợp ông ấy là từ nước Úc đến phải không? Hiếp lúc ta sẽ dịch phải không ở sau này. Câu này là câu hỏi phải không này. Yes no này thì chúng ta dùng if hoặc là whether. Và cái này là thì hiện tại đơn thành quá khứ đơn. Và khi sang là if hoặc whether thì chúng ta để thứ tự là chủ ngữ tới động từ. Rồi mới tới cái vị ngữ ha. Câu 3. Do you want to visit China? Liên Ho ask. Bạn có muốn thăm Trung Quốc không Liên? Ho để hỏi vậy. Chuyển sang gián tiếp là Ho ask Liên whether she wanted to visit China. Ho đã hỏi Liên vào trường hợp cô ấy đã muốn thăm Trung Quốc hay không. Hỏi ai? Hỏi Liên. Ho hỏi Liên luôn, chúng ta dùng Liên ở sau ask, Liên thành tăng ngữ ha. Whether nó bằng if đó. Đối với câu hỏi yes no đó. Chúng ta sang câu 4. Does your sister work in this foreign company? Chị gái của bạn làm việc trong một trong công ty nước ngoài này phải không? I said to Lan, tôi đã nói tới Lan. Đã hỏi Lan như vậy đó. Này là câu hiện tại thì thành quá khứ đơn. I said to Lan viết lại. Whether her sister chủ ngữ trước của bạn là chúng ta nghĩ ngay là của Lan của cô ấy đó là her sister. Chúng ta phải dịch ra, chúng ta phải sang tiếng Việt thì dễ hiểu, nó sẽ không sai nha. Works in that foreign company. Tôi đã nói tới Lan vào trường hợp chị ấy của cô ấy đã làm việc trong công ty đó. Công ty nước ngoài đó phải không? Chúng ta nhớ this ở câu trực tiếp thì thành that ở câu gián tiếp nha. Z thì thành dâu. Đó, là cái này mà số nhiều thì thành là những cái đó và số nhiều. Chúng ta sang câu 5. Will you go to Nha Trang on your holiday next month? Bạn sẽ đi tới Nha Trang vào kỳ nghỉ của bạn vào tháng tới phải không? I asked Mr. and Mrs. Green. Tôi đã hỏi ông và bà Green như vậy. Chúng ta thấy tương lai đơn thành tương lai trong quá khứ nha. Ở câu gián tiếp I asked Mr. hỏi là hỏi ai là hỏi ông bè Green. I asked
Mr. and Missy Green's whether they would go to Nha Trang on their holiday. The following month, tôi đã hỏi ông và bà Green và đồng hợp họ sẽ đi tới Nha Trang vào kỳ nghỉ của họ vào tháng tới. Và tháng tới là tháng sau, phải không? Chúng ta nhớ đổi next month, tháng tới thì nó thành là the following month nha. Còn tháng qua, last month ví dụ là the previous month. Còn ông bà bè Green là chúng ta chuyển sang là thành là họ nha. Dây câu 6, câu 6, is there any information about the flight to London? Có vài thông tin về chuyến bay tới London phải không? Mr. Tang asked the receptionist. Ông Tang đã hỏi cái người tiếp tân như vậy. Này là hiện tại đơn, chúng ta đổi thành bất cứ đơn là y thành là was, mà nó đổi chiều lại là they were. Mr. Tang asked the receptionist if there were any information about the flight to London. Ông Tân đã hỏi người tiếp tân vài trường hợp là đã có vài thông tin về cái chuyến bay tới London phải không? Câu 7. Hạ Long Bay in Quảng Ninh Province Hoa. Vịnh Hạ Long là ở tỉnh Quảng Ninh phải không Hoa? Mr. Green asked. Ông Green đã hỏi như vậy. Này thì hiện tại đơn, đổi thành bất cứ đơn. Mr. Green asked if Hạ Long Bay were in Quảng Ninh Province. Ông Green đã hỏi. Ông Green đã hỏi Ho. Cái này chúng ta sẽ để Ho vào. Đã hỏi Ho vào trường hợp là Vịnh Hạ Long là ở đã ở tỉnh Quảng Ninh phải không? Này hiện tại đơn. Thì quá khứ đơn was. Câu 8. Are there many waterfalls in Đà Lạt? Có nhiều thác nước ở Đà Lạt phải không? The foreigner asked the tour guide. Người khách nước ngoài đã hỏi cái hướng dẫn viên du lịch như vậy. Này hiện tại đơn là thành quá khứ đơn. Thành là they were. The following the foreigner asked the tour, hỏi ai là phải có ta ngữ xong nha. The tour guide, hướng dẫn viên du lịch, whether there were many waterfalls in Đà Lạt. Người khách nước ngoài đã hỏi hướng dẫn viên du lịch được vào trường hợp đã có nhiều cái thác nước ở Đà Lạt phải không? Câu 9. The little boy asked his mother, do the tiger sleep at night? Cậu bé đã hỏi mẹ của cậu ấy là con hổ ngủ ở đêm phải không? Vào đêm phải không? Này hiện tại đơn thì chúng ta đổi thành là quá khứ đơn. The little boy asked his mother, cậu bé đã hỏi mẹ của cậu ấy, if the tiger slept at night, và trường hợp con hổ đã ngủ tại tối. Quá khứ đơn. Wow. Cái dạng cái câu khẳng định ha. Thì chúng ta không phải là chờ động từ did gì hết, mà động từ thẳng luôn đó là slept and slept. Câu 10. My asked her teacher, two people in Canada speak French. Mai đã hỏi giáo viên của cô ấy, người ta ở hay là mọi người ở Canada nói tiếng Pháp phải không? Này, hiện tại đơn thì đổi thành bất cứ đơn. Và câu khẳng định thì speak and spoke. My asked her teacher if people in Canada spoke French. My đã hỏi giáo viên của cô ấy và trường hợp mọi người ở Canada nói tiếng Pháp phải không? Chúng ta sang chính là mẹ ở trang 136. Put these questions into indirect speech. Hãy đặt những câu hỏi này sang câu gián tiếp. Câu 1. Miss Liên asked us, are you interested in music? Bà cô Liên đã hỏi chúng tôi là các bạn thích âm nhạc phải không? Có phải không câu hỏi yes no thì chúng ta nhớ dùng if hoặc là whether. Miss Liên asked, này hiện tại đơn thành quá khứ đơn. Miss Liên asked us if we were interested in music. Cô Liên đã hỏi chúng tôi vào trường hợp chúng tôi đã thích âm nhạc hay không. Were interested in nghĩa là thích. Cái đây thì là cái này là quá khứ đơn, dùng là
Để. Câu 2. He said to his younger sister, "Will you have time to play games?" Cậu ấy đã nói tới em gái của cô cậu ấy là em có thời gian, em sẽ có thời gian để chơi các trò chơi phải không? Này hiện tại đơn, tương lai đơn thành là tương lai trong quá khứ nha, thành would, rồi have time. He said to his sister, younger sister, if she would have time to play games. Cậu ấy đã nói tới em gái của cậu ấy và trường hợp cô ấy sẽ có thời gian để chơi các trò chơi hay không. Câu 3. Can Linda speak Vietnamese, Lan? Ba said. Linda có thể nói tiếng Việt phải không Lan? Ba nói như vậy. Này, hiện tại đơn. Can. Thành could. Sang gián tiếp là could. Tương lai, quá khứ được. Ba said to Lan whether Linda could speak Vietnamese. Ba đã nói tới Lan và trường hợp Linda là có thể nói tiếng Việt phải không? Câu 4. Are you going to Lan's birthday party, Mai? Nam said. Bạn dự định đi tới bữa tiệc sinh nhật của Lan phải không, Mai? Nam đã nói vậy. Này hiện tại này là tương lai gần. Tương lai gần và cái mẫu nó a thì cũng tưởng tượng như hiện tại đơn thành quá khứ đơn là was. Nam said to Mai whether she was going to Lan's birthday party. Nam đã hỏi Mai, đã nói tới Mai và trường hợp cô ấy dự định sẽ đi tới bữa tiệc sinh nhật của Lan phải không? Câu 5. She asked me to your parents to work, go to work on the weekends. Cô ấy đã hỏi tôi là cha mẹ của bạn đi làm việc vào những ngày cuối tuần phải không? Này, hiện tại đơn, thành quá khứ đơn. Đây là go thành went. She asked me if my parents went to work on the weekends. Cô ấy đã hỏi tôi vào trường hợp là cha mẹ của tôi đã đi làm việc vào những ngày cuối tuần phải không? Câu 6. Mary said to John, do you like classical music? Mary đã nói tới John là bạn có thích nhạc cổ điển không? Này hiện tại đơn, thành quá khứ đơn, thì like thuộc ED. Mary said to John whether he likes classical music. Mary đã nói tới John và trường hợp là cậu ấy thích nhạc cổ điển phải không? Câu 7. I asked Barbara, do you love Vietnam? Tôi đã hỏi Barbara, bạn có thích, bạn yêu thích Việt Nam không? Nước Việt Nam không? Này hiện tại đơn, thành tương lai đơn, quá khứ đơn là love, động từ ed. I asked Barbara if she loved Vietnam. Tôi đã hỏi Barbara và trường hợp cô ấy đã yêu mến Việt Nam phải không? Câu 8. We asked the children, do you walk to school? Chúng tôi đã hỏi các học sinh, các em là đi bộ tới trường phải không? Hiện tại đơn, thành quá khứ đơn, walk ed. We asked the children whether they walk to school. Chúng tôi đã hỏi các học sinh và trường hợp là họ đã đi bộ tới trường phải không? Chúng ta sang câu 9 ở trang 137. Câu 9. Susan asked me, do your brother know me? Susan đã hỏi tôi là anh trai của bạn biết tôi phải không? Này hiện tại đơn, quá khứ đơn là know thành knew. Susan asked me if my brother knew her. Susan đã hỏi tôi và trường hợp anh trai của tôi đã biết cô ấy phải không? Câu 10. I said to Linda, do you often watch TV game shows in the evening? Tôi đã nói tới Linda, bạn thường xem các game show TV ở trong buổi tối phải không? Các trò chơi game đó, cuộc trình diễn game. Này là hiện tại đơn, thì thành quá khứ đơn. Thầy là watch thêm AD. I said to Linda if she often watched TV game show in the evening. Tôi đã nói tới Linda nữa, và trường hợp cô ấy thường xem các cái game show TV vào trong buổi tối phải không? Chúng ta sang 15 mẹ ở trang 137. Combine the two halves of the sentences to form complete one. Hãy nói hai cái nửa câu của những câu này để tạo thành câu một cái hoàn chỉnh.
Câu 1. C. The English friends show them. Những người bạn, người Anh của họ đã chỉ cho họ. C. Đã chỉ cho họ how to spell those difficult words. Cách để đánh vần những cái từ khó đó. Câu 2. G. All the children need to find out the information selling. Tất cả các học sinh hay các trẻ em cần phải tìm ra thông tin việc kể. Này là G. How to win the championship. Cách để chiến thắng chức vô địch hay giành giành chức vô địch. Câu 3D. They wanted to bring some souvenirs home but they couldn't find. Họ đã muốn là mang một vài quà kỷ niệm, quà lưu niệm về nhà nhưng họ đã không thể tìm thấy. D. Where to buy souvenir and special food. Nơi mà bán, nơi để mua các vài loại quà lưu niệm và những thức ăn đặc biệt. Câu 4E. The boys keep discussing excitedly. Các cậu bé đã tiếp tục tranh luận hay thảo luận một cách hào hứng. E. How to collect stamps and keep them for collection. Cách để sưu tập các tem và giữ chúng cho bộ tuyển tập. 5A. Her had some trouble. She didn't know. Her đã có một vài sự phiền muộn. Cô ấy đã không biết gì đó. Này quá khứ đơn. E. How to solve them. Cách để giải quyết chúng. 6F. The children in our school are advised. Các học sinh trong trường của chúng tôi được khuyên. Hiện tại đơn thể bị động. Được khuyên. F này. What to do for their mini project. Khuyên cái gì để làm cho cái kế hoạch nhỏ của họ. 7H. They wanted to know if it was the best time. Họ đã muốn biết và trường hợp nó là thời gian tốt nhất gì đó. Câu H. To exhibit their paintings and photographs. Để triển lãm những cái bức tranh và những bức hình của họ. 8B. The tourists asked the guy.